Rồi, em tiếp tục cho nè, chào mừng em tới với kênh YouTube bên Kim Bảo Audio nha. Mới lại tiếp tục về một ít hàng cho anh em, con hàng của Adli K99. Em về được một ít hàng thì có anh vừa, anh kia anh vừa, anh qua lấy hết mấy con rồi ha? Hai ba con thì phải, đây, K99. Về một hai thùng hàng đây. Thì con Adli K99 thì rất là chất lượng cho anh em sử dụng âm thanh karaoke gia đình rồi. Và giá lại rẻ nữa, hiện tại con này chỉ có 1 triệu 2 thôi nha anh em. Bên em bao ship và kèm dây kết nối cho anh em, đầy đủ cổng kết nối nè. Quý nhìn sơ mặt trước nha, input đầu vào nè, hay lựa chọn như optical hoặc là bông sen hoặc là bluetooth, phía trước đầy đủ có delay reverb cho em, echo reverb cho em, và cơ lai số. Mở hộp ra thì tất nhiên thì trong hộp thì tất cả các đơn vị bán hàng thì sẽ có tặng kèm dây kết nối cho anh em nha. Khi mà hãng về á, thì hãng về thì sẽ không có dây, thì nhưng mà khi mà lấy hàng ra thì bên em mà bán hàng cho anh em á thì chắc chắn 100% sẽ có dây nha, 100% mình sẽ có dây cho anh em, dây kết nối này. Hộp ra thì có cái remote cho anh em, remote đây thì có một cái điều chỉnh tông nhạc cho anh em ha, dù anh em mà hát yếu giọng yếu thì anh em tăng cái tông nhạc này lên, hát nó bay hơn, nó nhẹ hơn ha. Đó, và có hãng cho remote điều khiển anten nguồn. Con K99 này chắc rất là nhiều anh em giới thiệu cho anh em rồi thì em chắc không cần phải nói lại đâu ha. Đây, rất là chất lượng rồi, hàng giá rẻ thì tầm giá này là 1,2 triệu, nhưng mà nó xứng đáng 1,2 triệu nha anh em, chứ không phải là bỏ 1,2 triệu ra anh em cảm thấy phí đâu, rất là xứng đáng. Echo thì vật đầy đủ nha, Adli K99. Mặt sau thì sẽ có các cổng kết nối như là ARL này ha, out sub này, một cổng này. Đấy, thì optical có nha anh em cần tham khảo con này nè thì có thể liên hệ với em, số điện thoại em có ghi trên màn hình ha. 09 đây, hàng chính hãng nha anh em, nhận hàng cứ được kiểm tra hàng nha. Và bên em sẽ không có cọc kiếc gì hết á, không có cọc kiếc, giá thì 1,2 triệu, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán 1,2 triệu. Đấy, thì cần tham khảo con này thì cứ liên hệ bên em ha, 0979778678, địa chỉ là 276/7 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Nếu cần tham khảo liên hệ ha, về được ít hàng thùng kia thùng kia thì mấy con hàng này thì chắc sẽ ra đi nhanh thôi, hàng giá rẻ rất là mềm cho anh em sử dụng rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều, anh em đang xem thì cho em một like, một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.